Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa. Chương trình tối nay thứ năm ngày 29 tháng 8, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Văn hóa, sức mạnh mềm góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa. Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh học tập và làm theo gương bác gắn với văn hóa doanh nghiệp. Du lịch Nha Trang Khánh Hòa sẵn sàng đón khách dịp lễ 2 tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2024 của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Tại cuộc họp, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan đơn vị địa phương đã tham mưu triển khai thực hiện, hoàn thành nhiều nội dung công việc và đạt được một số kết quả quan trọng trong tháng 8. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ hội nghị tỉnh ủy lần thứ 20, kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban tổ chức tỉnh ủy triển khai hướng dẫn một số nội dung chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương tích cực tham gia gửi tác phẩm tham dự giải báo chí về xây dựng đảng của tỉnh, còn gọi là giải búa liêm vàng. Ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, trình ban thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến để ban hành văn bản theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu cụ thể hóa quyết định số 891 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và để triển khai lập quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa trong thời gian đến theo định hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 cùng một số nội dung khác. Nhân kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Chiều nay, Thành ủy Nha Trang long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy và các đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh hoạt tại các chi Đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố. Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Văn Mừng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy Nha Trang Đợt này, Đảng bộ thành phố có 364 đảng viên được trao tặng huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hồ Văn Mừng trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mong muốn thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân, có phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng thành phố Nha Trang ngày càng mạng phù vinh văn minh hạnh phúc. Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh sáng nay đã tổ chức cuộc họp sơ kết công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 3. Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt và triển khai đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 theo hướng duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã báo cáo và trình ban thường vụ tỉnh ủy về đề án cơ cấu lại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến Sao Khánh Hòa theo định hướng này đối với tổng công ty khánh việt ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản báo cáo xin ý kiến thủ tướng chính phủ về việc chưa thực hiện cổ phần hóa đồng thời ra soát báo cáo thường trực tỉnh ủy về tình hình hoạt động triển khai phương án khắc phục giảm lỗ của các công ty con công ty liên kết với tổng công ty khánh việt đối với một số đơn vị khác sở kế hoạch và đầu tư đã có văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị các sở ngành tiếp tục theo dõi, nhắc nhở và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công tác quản lý doanh nghiệp, tái cơ cấu, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổng công ty Khánh Việt tiếp thu ý kiến của văn phòng chính phủ đối với việc cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đối với các công ty con theo kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy. Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, tổng hợp ý kiến các thành viên trong ban chỉ đạo, hoàn thiện các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ về các phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục bổ sung các nội dung mới, hoàn thiện kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trong giai đoạn 2021-2025, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sáng nay, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành địa phương về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đến tháng 8 năm 2024. Tính đến ngày 27 tháng 8, toàn tỉnh có 201.373 người tham gia bảo hiểm xã hội cả bắt buộc và tự nguyện, thiếu hơn 2.100 người so với chỉ tiêu kế hoạch giao. Có hơn 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,26% kế hoạch tại cuộc họp bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị các cấp ngành địa phương và đơn vị tăng cường các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành hoặc giao ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội y tế và tổ công tác liên ngành thu nợ bảo hiểm xã hội bởi y tế thực hiện kiểm tra các đơn vị đã thu tiền bảo hiểm xã hội của người lao động đã quyết toán thuế nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Kết luận tại cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu các sở ngành địa phương cần tăng cường tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, công tác thanh tra kiểm tra cần tập trung vào trọng điểm ngắn gọn. Sở Y tế khẩn trương xây dựng nghị quyết để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát thống kê số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cũng trong sáng nay, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã làm việc với các sở ngành về xây dựng đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh được xây dựng theo hướng hiện đại, mở, linh hoạt, hội nhập, chuẩn hóa, đa dạng về loại hình và phân bổ hợp lý về cơ cấu ngành nghề, trình độ, vùng miền, có phân tầng chất lượng đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển một trường cao đẳng công lập trở thành trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hiện hành nghề chất lượng cao. Chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ các nước trong khu vực ASEAN, giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có vốn đầu tư nước ngoài lên 50%, đảm bảo phân luồng không thấp hơn 50 đến 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 26 đến 30% trên tổng quy mô tuyển sinh đào tạo. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 90% ông đinh văn thiệu chỉ đạo sở lao động thương binh và xã hội tiếp thu góp ý của các cơ quan đơn vị để chỉnh sửa khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án trong đó phải nêu rõ danh mục cần đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến tổng số lượng kinh phí để triển khai đề án có phương án bố trí nguồn vốn hợp lý đề xuất những ngành nghề đào tạo mới phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động có cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho một số đối tượng đặc thù ngành nghề trọng điểm Chiều nay, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và tặng quà cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh. Dự lễ có ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đoàn đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Trò Văn Phước, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, nguồn kinh phí do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số số Kiến Thiết Khánh Hòa ủng hộ. Ngoài ra, cơ quan văn phòng, đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh đã trao 20 phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cần nghèo tại xã Cam Phước Đông do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa tài trợ. Đây là hoạt động thiết thực của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và cơ quan văn phòng, đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được tỉnh triển khai. Đồng thời chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vận động một số doanh nghiệp tổ chức cá nhân hưởng ứng chủ hoạt động nhân đạo, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, tặng quà cho hộ nghèo khó khăn là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa. Trước đó, đoàn cũng đã đến dân hương tưởng niệm tượng đài Bắc Hồ ở thành phố Cam Ranh. Thưa quý vị và các bạn, Quán triệt thực hiện quan điểm, mục tiêu nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Gần một thập kỷ qua, Đảng bộ chính quyền tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm tập trung xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng với những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực, Văn hóa đã thực sự trở thành sức mạnh mềm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa hiện có 36 dân tộc anh em đang sinh sống. Để phát huy các giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, các cấp ngành chú trọng đầu tư, xây dựng các mô hình gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống, thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt và truyền dạy văn hóa dân gian nhiều lễ hội lễ cúng truyền thống gần như bị lãng quên của người đồng bào dân tộc thiểu số được phục hồi và duy trì tổ chức định kỳ góp phần tạo ra các sản phẩm văn hóa du lịch mang tính cộng đồng hướng đến khai thác các thế mạnh tiềm năng vốn có của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời thực hiện được công tác gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ khi mà có cái chủ trương và triển khai đồng bộ như vậy thì cơ bản là người dân đã có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào mình, tạo sự đoàn kết gắn bó thống nhất và phát triển huyện Thanh Vĩnh ngày càng giàu đẹp hơn. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Hiện thực hóa nội dung trên, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà luôn xác định văn hóa có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu giành được những thành tựu to lớn, chuyển biến toàn diện trên mọi mặt đời sống từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Thực tế cho thấy trong tiến trình lịch sử hơn 370 năm hình thành và phát triển là cả một quá trình dài để định hình lịch sử một vùng đất, một xứ trầm hương đậm đà bản sắc. Ngày 22 tháng 12 năm 2023, tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 34 về phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cần sự tham gia chung tay góp sức của các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 16 di tích xếp hạng quốc gia, 180 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và 1 bảo vật quốc gia. Cùng với các di tích, nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc góp phần tạo nên cho vùng đất Nha Trang Khánh Hòa sự đa dạng nhưng vẫn mang tính đặc thù về văn hóa. Cũng từ đây, văn hóa được xác định như một sức mạnh mềm, đóng góp vào sự phát triển cũng như hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. Cái khát vọng phát triển và khát vọng vươn lên lúc nào cũng tồn tại, lúc nào cũng có. Chỉ cái quan trọng là chúng ta khơi dậy như thế nào mà thôi. Thế nếu chúng ta khơi dậy cái khát vọng vươn lên này mà vẫn giữ được cái bản sắc của Khánh Hòa là hiền hòa là thuần hậu như thế thì chúng tôi cho rằng nó không có gì mâu thuẫn với nhau cả và nó có cái sự kết hợp rất là tốt thế thì chúng ta có thuận lợi rồi có nghị quyết của bộ chính trị rồi có nghị quyết của quốc hội rồi của chính phủ rồi các bộ ngành quan tâm ủng hộ các địa phương giờ đây là cũng rất là gắn kết với khánh hòa rồi chúng ta phải cởi mở hơn phải chủ động hơn và quyết liệt trong công việc cùng nhau thống nhất ý chí cùng nhau đoàn kết cùng nhau hành động và ta mới chuyển động được cái, cái 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 với biến được cái khát vọng phát triển đó thành hiện thực và đạt được cái mục tiêu mà đảng mà quốc hội và chính phủ đã đề ra Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Khánh Hòa gắn với khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030. Cùng với lợi thế của một địa phương có tốc độ phát triển du lịch mạnh mẽ, nhiều sự kiện văn hóa Khánh Hòa tổ chức được bạn bè quốc tế đánh giá cao, thể hiện được tầm vóc, vị thế của Khánh Hòa đó cũng là nguồn lực và sức mạnh để đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà vững tin tiếp bước, góp phần làm phong phú, tô đậm thêm truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, trở thành nguồn lực quan trọng, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế xã hội cho vùng đất, xứ trầm, biển yến. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, kéo dài 4 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Đây được xem là dịp cao điểm cuối cùng của mùa du lịch hè năm nay. Vì vậy, dự kiến lượng khách du lịch đến Nha Trang Khánh Hòa sẽ tăng cao. Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có những chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ tốt nhu cầu của du khách. Trong đó, đặc biệt chú trọng về môi trường, cảnh quan, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đa dạng các sản phẩm du lịch Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, dự báo lượng khách nội địa đến nhà Trang Khánh Hòa sẽ tăng cao, chủ yếu là du khách ở các địa phương lân cận như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và khu vực phía Nam. Lượng khách quốc tế sẽ duy trì ở mức ổn định, khách Hàn Quốc vẫn chiếm phần lớn. Hiện nay, công suất của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Cam Lâm và Cam Tranh trung bình đạt từ 70 đến 80%. Trong khi đó, công suất phòng trung bình tại các khách sạn từ 3 đến 5 sao ở Nha Trang cũng đạt từ 50 đến 60% ngày đông nhất là bắt đầu từ ngày 29 là chiều ngày 29 là chiều thứ sáu là rải rác ra 29, 30, 31 ngày 1 thì khách đi bốn ngày đó rất đông. Là công suất phòng của chúng tôi là hiện tại là đạt được 70% mỗi ngày. Thì đến ngày 2 tháng 9 là nó bắt đầu là khách có kế hoạch là quay về và 2 tháng 9 thì luận phòng giảm thì còn tầm khoảng 50%. Theo các đơn vị lữ hành, dịp lễ năm nay, bên cạnh khách đoàn, du lịch Nha Trang Khánh Hòa sẽ đón lượng lớn khách lẻ, khách nhóm gia đình, bạn bè đi du lịch tự túc. Để bắt kịp xu hướng du lịch này, hiện nay các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh còn chú trọng làm mới, đa dạng các tour du lịch, đồng thời đẩy mạnh khai thác các dịch vụ du lịch theo cầu riêng của khách với nhiều chương trình kích cầu có giá cả hấp dẫn. Theo như đánh giá bên các khu du lịch, đó, các điểm tham quan ở Khánh Hòa thì lượng khách đoàn vẫn vẫn tăng so với lại năm ngoái. Tuy nhiên, lượng khách lẻ à, vẫn bắt đầu là chuyển cái xu hướng đi đi lẻ nhiều hơn. Thì để khai thác được cái lượng khách khách lẻ đó thì ngoài những cái chương trình chọn gói dành cho các đơn vị lữ hành thì chúng tôi vẫn có những cái gói giống gói combo là kết hợp vé và các dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống tại đảo, tại các khu du lịch và đồng thời là kết hợp luôn cả cái lưu trú, vận chuyển và những cái tour daily trong ngày để giúp cho cái lượng khách lẻ họ có một cái sự lựa chọn tốt nhất và được cái sự thoải mái khi họ đi theo gia đình. Để đảm bảo cung ứng tốt nhất cái dịch vụ cho khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Sở Du lịch tỉnh cũng có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, thực hiện đúng các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, đảm bảo điều kiện an ninh an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng chống cháy nổ. Sở Du lịch cũng sẽ tăng cường nhân lực, trực đường dây nóng 24 trên 24 giờ sau 2258 hoặc 0947 528 000 để tiếp nhận phản ánh của du khách và bố trí người trực tại trạm thông tin hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày tập trung nguồn nhân lực để phục vụ giữ vững được cái thương hiệu du lịch của Nha Trang Khánh Hòa. bên cạnh đó chúng tôi cũng tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để kiểm tra các cái hoạt động kinh doanh đảm bảo cho đúng quy định. Và trong đó chúng tôi lưu ý về hoạt động hướng dẫn viên, hoạt động các khu điểm cũng như là cái việc niêm yết giá và thực hiện bán theo giá niêm yết. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngành du lịch Khánh Hòa sẵn sàng phục vụ và chào đón du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Bên cạnh các tour du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển đảo, dịp lễ này du khách còn có thể trải nghiệm nhiều sâu diện hấp dẫn tại Vinpearl và Vinpearl Harbour Nha Trang. Sâu diện rối mơ của nhà hát đó, các hoạt động vui chơi giải trí ẩm thực tại bến du thuyền Anna Marina hay trải nghiệm các tour đi các đảo trên vịnh Nha Trang và một số điểm du lịch nổi tiếng như Tháp Bà Bonaga, Bảo tàng Hải Dương Học, vân vân. Để bảo vệ quyền và lợi ích của du khách, Sở Du lịch Khánh Hòa cũng vừa có văn bản thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo đặt tour du lịch. Thời gian gần đây, theo phản ánh của một số khách du lịch, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một số đối tượng làm tư vấn về phòng khách sạn và các dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng này đã không cung cấp dịch vụ. Thông tin của khách hàng không có trên hệ thống cơ sở lưu trú mà khách đã đặt theo như quảng cáo. Một số khách khi đến khách sạn mới biết có đặt phòng nhưng chưa thanh toán tiền. Khách hàng nhiều lần liên hệ yêu cầu giải quyết, tuy nhiên các đối tượng không nghe máy và chặn liên lạc. Đây là những thủ đoạn và hành vi có tính hệ thống, diễn ra rất nhiều lần với nhiều cá nhân khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, không để gây ra những vụ việc tương tự làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang Khánh Hòa. Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch, du khách nâng cao tinh thần cảnh giác, cần xác nhận lại thông tin trước khi chuyển tiền, cung cấp thông tin đến các cơ quan liên quan để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, là khối sản xuất kinh doanh những năm qua, việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh cũng có những đặc thù riêng. Từ nhiều nội dung, tư tưởng quý báu của người, nhiều chi đoàn cơ sở đã vận dụng sáng tạo, hiện thực hóa bằng nhiều chương trình, mô hình, việc làm hay, ý nghĩa, có phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như chuyên môn, từ đó giúp đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đều đặn mỗi quý ban chấp hành đoàn thanh niên tổng công ty khánh việt tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm định kỳ gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh bác hồ và tinh thần tự học là nội dung được chọn cho buổi tọa đàm kỳ này tại buổi tọa đàm nhiều đoàn viên thanh niên được xem các thước phim tư liệu tìm hiểu về con đường tự học của chủ tịch hồ chí minh từ đây đoàn viên thanh niên có những trao đổi chia sẻ trong việc tự học rèn luyện tìm hiểu và cập nhật kiến thức để phục vụ cho công việc học và vận dụng tư tưởng tự học của bác, nhiều thế hệ đoàn viên thanh niên của công ty đã có những đóng góp cho phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị. Với mọi bạn đoàn viên thanh niên thì bác Hồ luôn là một cái tấm gương mà tự học, sáng tạo và cần cù và để các bạn nói theo và với cái tinh thần tự học của bác thì tôi cũng áp dụng nhiều cái phương pháp học để có thể cải tiến, nâng cao cái công năng suất công việc của mình cũng như là nâng cao kiến thức của bản thân để mà uh, cải thiện bản thân mình không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì nó rất là rộng và đối với cái đối tượng đoàn viên thì ban chấp hành đoàn tổng công ty cũng chắc lọc và xác định những cái nội dung gần và sát và trọng tâm nhất đối với đoàn viên thanh niên để triển khai các chương trình học tập nhằm mục đích là đem lại cái hiệu quả thực tiễn cao nhất. Những công việc thường xuyên của ban chấp hành đoàn thì cũng tuyên truyền như hình ảnh, video trên các cái kênh truyền thông của đoàn như Facebook, rồi Zalo, rồi bên cạnh đó cũng lồng ghép việc học tập và tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cái hoạt động thực tiễn trong các cái, cái uh, chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng. Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh hiện có gần 2.500 đoàn viên đang sinh hoạt tại 46 cơ sở đoàn vì triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được xem là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Trong đó chú trọng phát huy sức mạnh, sự sáng tạo của đoàn viên thanh niên gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, hướng đến mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đoàn trong khối doanh nghiệp. Riêng đối với từng chi đoàn cơ sở, tùy theo tình hình thực tế kinh doanh sản xuất của từng đơn vị mà có sự chủ động sáng tạo triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua việc triển khai thực hiện nhiều công trình phân vị thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động phong trào tại đơn vị mình. Các đơn vị chi đoàn cơ sở học tập làm theo lời bác là hàng năm các đơn vị đều bám sát về chương trình đoàn của đoàn khối cũng như là tự xây dựng chương trình riêng cho mình và nó phải phù hợp với đặc thù của đơn vị mình ở duy trì về tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên vừa là hoạt động bề nổi cũng vừa phải có kết hợp với hoạt động chiều sâu và quan trọng nhất vẫn là mang lại những cái giá trị về hình ảnh doanh nghiệp cũng như là về người đoàn viên thanh niên người đoàn viên thanh niên là đại diện cho hình ảnh của doanh nghiệp và để cùng gắn kết và xây dựng một tập thể đoàn khối doanh nghiệp thực hiện các tốt sôi nổi các nhiệm vụ công tác đoàn mà đảng ủy cũng như là tỉnh đoàn ở phân công có thể nói những năm qua, việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo ra một luồng sinh khí mới, có sức lan tỏa, tạo môi trường rèn luyện cũng như phát huy tính sáng tạo, vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên. Thời gian tới, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phương châm nói đi đôi với làm để phát huy sự sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện đi đầu của thế hệ trẻ. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự Khánh Hòa tối nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại